do áp lực công việc thường xuyên, rối loạn lo âu, bồn chồn khiến mọi người hay bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon tâm bình, nguồn gốc thảo dược hỗ trợ an thần ngủ ngon, giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, giảm căng thẳng, lo âu, tận hưởng cuộc sống. Chỉ sau một thời gian sử dụng An Thần ngủ ngon tâm bình, tôi đã cải thiện được tình trạng mất ngủ. Giờ đây tôi ngủ ngon hơn. An Thần ngủ ngon tâm bình, ngủ ngon sâu giấc, chẳng còn lo âu. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Do áp lực công việc thường xuyên, rối loạn lo âu, bồn chồn khiến mọi người hay bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon tâm bình, nguồn gốc thảo dược hỗ trợ an thần ngủ ngon, giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, giảm căng thẳng, lo âu, tận hưởng cuộc sống. Chỉ sau một thời gian sử dụng An Thần ngủ ngon tâm bình, tôi đã cải thiện được tình trạng mất ngủ. Giờ đây tôi ngủ ngon hơn. Tôi thường xuyên phải đối mặt với áp lực trong công việc dẫn đến tình trạng căng thẳng và mất ngủ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau khi sử dụng An Thần ngủ ngon tâm bình, giúp tôi giảm căng thẳng, lo âu. An Thần ngủ ngon tâm bình, ngủ ngon sâu giấc, chẳng còn lo âu. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Xin chào quý vị khán giả của Today TV, tôi là Ninh Hoài Ngân, sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Hành Trình Bolero, một chương trình talk show ca nhạc hoàn toàn mới của tập đoàn IMC kênh Today TV. Thưa quý vị, với mỗi số phát sóng của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của một người nghệ sĩ trên hành trình mà họ đã chinh phục đam mê với dòng nhạc Bolero. Hiện tại thì Hoài Ngân đang có mặt tại phim trường nhà hát Amplex của tập đoàn IMC kênh Today TV, nơi chuẩn bị diễn ra một tiết mục cực kỳ đặc biệt của nam nghệ sĩ khách mời đầu tiên của chương trình. Quý vị hãy thử đoán xem đó là ai nhé. Còn bây giờ thì Hoài Ngân phải vào trong để chuẩn bị đây và sẽ trở lại với quý vị cùng với cuộc trò chuyện thú vị với người nghệ sĩ này. Rũ bụi đường trên vai, hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán thơm như nàng già lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyễn tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh sao.
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiệu hoa, không nệm gẫm không cung son. Tôi chỉ là người khách xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Mở đôi mi gầy, khép đêm trăng đầy, cài thèm cũng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiệu hoa, không nệm gẫm không cung son. Tôi chỉ là người khách xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy, khép đêm trăng đầy, cài thèn cung ái. Thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ. Chào mừng quý vị khán giả đến với Hành Trình Bolero. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được khách mời đầu tiên của chương trình ngày hôm nay là ai, đúng không ạ? Nam Cường sinh năm 1985 tại Đà Nẵng. Anh vào Sài Gòn lập nghiệp năm 2003. Anh được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, nổi tiếng với dòng nhạc trẻ cùng với các ca khúc như Bay giữa ngân hà, Khóc hay các vai diễn trong phim Kính Vạn Hoa, Những Thiên Thần Áo Trắng. Năm 2015, lần đầu đến với Bolero, Nam Cường kết đôi cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi trong chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí đã gây ấn tượng mạnh mẽ.
với ngôi vị quán quân cuộc thi hát tình ca Bolero, Người kể chuyện tình mùa đầu tiên, Nam Cường đã khẳng định được vị thế trong lòng khán giả yêu âm nhạc trữ tình. Xin được chào mừng ca sĩ Nam Cường. Xin chào Hoàng Ngân, cũng như cho phép Nam Cường xin gửi lời chào tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hành trình Bolero. Anh là một ca sĩ có rất là nhiều tài năng và khả năng khác nhau. Không biết là cuộc sống hiện tại của anh bây giờ, anh đã sắp xếp thời gian của mình như thế nào để có thể hoạt động nghệ thuật được một cách tốt nhất ạ? Với Cường thì khoảng thời gian mấy năm trở lại đây thì gần như mình bắt buộc phải sắp xếp công việc nhiều hơn so với ngày trước. Dạ. Bởi vì mình đã có gia đình, mình có con nhỏ. Đó cũng là một trong những cái động lực để mình làm việc nhiều hơn. Một phần là để mình có nhiều cái kinh phí để mình thực hiện những cái sản phẩm âm nhạc nhiều hơn. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội để cùng ngồi xuống và chia sẻ với nhau cái hành trình mà anh Cường đã trải qua, và đúng với tên gọi là Hành trình Bolero. Trước khi chúng ta đến với sự chia sẻ này thì Hoàng Ngân sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ để thay đổi không khí. Nghe trò chơi là vui rồi. Dạ. Trò chơi có tên là Hỏi Nhanh Đáp Gọn. Cuốn sách gần nhất mà anh Nam Cường đọc? Cuốn sách viết về Hoàng hậu Nam Phương. Nơi xa nhất anh Cường đã từng đến là đâu? Canada. Thảm gì không ai muốn gặp? Thảm họa. Cái gì càng đắt thì nghệ sĩ càng thích? Đắt xô. Hạt gì không bao giờ lành lặn? Sức mẻ. Không lành lặn. Cũng có lý ha. Nhưng mà nó không có nghĩa. Dạ. Hạt chia. Dạ chính xác. Cảm ơn anh Cường. Trời ơi. Phải nói là anh Cường cũng rất là nhanh nhạy nha. Cường hoạt động đầu óc rất là nhiều, nhưng mà đa phần hoạt động trong sự nghiêm túc. Dạ. Còn mà ai mà hỏi câu hỏi mèo là Cường chịu á. Quý vị đang theo dõi Hành trình Bolero cùng với Ninh Hoàng Ngân và ca sĩ Nam Cường. Thưa anh Cường, được biết là hoạt động nghệ thuật của anh Cường cũng đã kéo dài một thời gian khoảng 15 năm. Một cái cơ duyên nào đã mang anh đến với âm nhạc ạ? Âm nhạc đến với Cường á là từ lúc mà Cường chưa đầy 3 tuổi. Dạ. Chưa đầy 3 tuổi là mình đã có thể hát rồi. Mà lúc đó hát ngoài những bài hát của thiếu nhi ra thì một cái thần tượng lớn nhất Cường nghĩ là đó là một trong cái mà tín hiệu để sau này mình hát bolero hay sao á. Dạ. Hồi đó Cường mê ai biết không? Cô Bảo Yến. Dạ. Đâu mã cho đến khi mà cuộc thi Vô Cùng Ước Mơ Xanh ra đời. Rồi thi cuối cùng mình đạt giải nhất chung với Tóc Tiên, Minh Thư, này Bích Thanh. Wow, bốn, là những người mặt lớn. Đó, bốn người cùng tập hợp lại ra một cái nhóm nhạc thì bây giờ ai cũng thành danh hết rồi. Lần đầu tiên bước ra solo thì anh Cường có gặp khó khăn gì không? Cái khó khăn của Cường đó là cái sự gọi là tìm show và tìm những mối quan hệ. Cường mất khoảng 5 năm mới được khán giả biết tới. 2008 Cường ra cái album đầu tay. Những Thằng Áo Trắng ra đời và Bay Giữa Ngân Hà ra đời thì lúc đó khán giả mới biết tới. Mọi người còn nhớ là lúc đó thời 2009 thì bài hát Bay Giữa Ngân Hà rất là nổi tiếng. Đúng rồi. Và mọi người đều biết đến Nam Cường từ ca khúc này đúng không ạ? Chứ trước đó đâu ai biết đâu, đi bán quần áo nè. Đi hát show phường, show khóm, show gì cũng hát này 50.000 hoặc 100.000 không à. Rồi đi làm MC nè, làm người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen nè. Cái gì cũng làm hết, miễn là có tiền để thuê nhà trọ và đổ xăng. Nghe Nam Cường chia sẻ thì có vẻ Nam Cường là một người rất là năng động đúng không? Vậy thì tại sao anh lại chọn dòng nhạc bolero cho đến thời điểm hiện tại? Dạ. Đến một cái thời điểm mình sẽ có những cái sự cảm nhận về cuộc sống xung quanh nó khác nhau. Thì đến một khoảng thời gian sau tự nhiên cái mình cảm thụ mọi thứ xung quanh của mình nó đầm đi. Và mình cảm nhận mọi thứ nó sâu sắc hơn. Thì đến thời điểm đó thì bolero tới, mình nghe được một vài ca khúc cái là mình thích. Thế là bẵn đi một thời gian đến khi mà Cường tham gia vào chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. Chính cô bạn nhỏ của Cường là Phương Mỹ Chi đã tạo cho Cường một cái cảm hứng mới vào cái thời điểm đó. Nhưng mà lần đầu tiên khi mà anh Cường chuyển từ thể loại nhạc trẻ trung sôi động á, khi chuyển qua bolero thì cái giọng hát hay là cái kỹ thuật của mình nó có phải thay đổi gì nhiều không anh? Cũng thay đổi rất là nhiều đấy. Tại vì là nhạc trẻ khi cách nhả chữ nè, cách lấy hơi nè, cách luyến lấy hoàn toàn khác với bolero. Cho nên là cái khi mà Cường chuyển qua bắt buộc mình phải thay đổi. Cuộc đời này càng thử thách Cường là càng thích. Nhưng mà có bao giờ có những cái nhận xét không hay về giọng hát của mình khi mà mình thử sức với bolero chưa? Có chứ. Bạn chơi chung với Cường luôn á, họ lại nói là thôi đừng hát với dòng này nữa, không hợp đâu. Nghe nó buồn cười lắm này kia luôn. Thì Cường không có phải là mình bỏ ngoài tai, mà mình nghe để mình xem thử cái vướng mắc ở chỗ nào mà họ lại nói câu đó. Tại vì bên cạnh đó Cường cũng nhận rất là nhiều những lời khen. Thì cái giải thưởng người dành cho dòng nhạc bolero là quán quân chương trình Người Kể Chuyện Tình. Wow. Là cái điều mà chứng minh cho mọi người thấy được là Cường đã kiên trì và Cường thành công.
không chỉ là bằng một cái giải thưởng mà bằng cái con đường hoạt động của mình. Từ từ rồi mình sẽ rót từng giọt mật vào trong trái tim của họ. Vừa rồi quả thật là một ca khúc rất là ngọt ngào và sâu lắng. Và Hoàng Ngân còn nhớ là ca khúc này đã được anh thể hiện trong chương trình Người Kể Chuyện Tình đúng không anh? Đúng rồi. Đây là bài hát ở vòng thi đầu tiên mà Cường hát trong chương trình Người Kể Chuyện Tình. Mọi người đừng... Trời ơi, nghĩ chắc là Cường nên hát bolero cho vui thôi chứ. Hát được cái gì ta?
và người bất ngờ hết. Đúng rồi, bữa đó thì cô Phương Dung cũng bất ngờ, anh Thái Châu bất ngờ nè, rồi cô Giao Linh cũng bất ngờ, tại vì cô Giao Linh kêu trời đất ơi, đó giờ cô đi hát với con thấy cô thấy con hát nhạc trẻ không à, bữa nay con hát bolero ngọt quá. Trời, thật sự lúc đó là cường muốn xỉu tại chỗ luôn, bởi vì mọi người giống như là tiếp một cái ngọn lửa rất là lớn cho Cường. Từ đầu anh Cường, khi mà mình mới tham gia chương trình thì có bao giờ anh nghĩ mình sẽ trở thành quán quân không? Ai cũng mong muốn chiến thắng hết, và cái trong suy nghĩ của Cường đi thi là phải cố gắng thắng, bởi vì đó là một cái lời mà nhắn nhủ của thần tượng của Cường trong âm nhạc, đó là ca sĩ Mỹ Tâm. Thì chị nói là bởi vì chị bước vào cuộc thi là chị để suy nghĩ trong đầu là đã thi là phải thắng. Cái điều đó ăn sâu trong cái suy nghĩ của Cường luôn, cho nên là mỗi lần đến một cuộc thi nào đó Cường đều suy nghĩ điều đó, mình cứ cố gắng. Mình hát bolero là sự cảm nhận, là tình cảm, thì tình cảm của mình như thế nào mình hát thôi. Còn cái việc mà kỹ thuật như thế nào mình sẽ khắc phục từng ngày, quan trọng nhất vẫn là tình cảm. Có bao giờ anh Cường nghĩ là mình sẽ gắn liền luôn với bolero, hay là mình vẫn có thể quay lại với những dòng nhạc khác mà lúc trước anh đã thể hiện? Có thể mọi người làm âm nhạc theo một cái cảm thụ giống như là làm kinh tế, là thời thế thế thời. Còn đối với riêng Nam Cường thì Cường làm âm nhạc theo cảm xúc. Với bolero thì Cường sẽ hát đến khi nào mà cái cảm xúc của mình đối với dòng nhạc này không còn nữa thì thôi. Nhưng vừa rồi anh Cường có nhắc đến thời thế, thì dạo gần đây bởi vì bolero là trở thành một cái hiện tượng đúng không anh? Và nhiều nghệ sĩ bolero được nhận xét là có một cái màu sắc khá là giống nhau. Đúng rồi. Vậy thì với Nam Cường thì anh làm cách nào để có thể tạo cho mình một cái màu sắc riêng biệt? Khi mà mình hát theo cái cảm nhận của mình, có thể nó chưa hay lắm, nhưng khán giả nghe họ sẽ nhận ra đó là Nam Cường, và đó nó mang một cái chữ ký cá nhân riêng. Mình phải đem cái tính cách của mình vào trong từng bài hát à? Đúng rồi. Vậy thì để khán giả hiểu rõ hơn về một cái tính cách, một cái màu sắc riêng của Nam Cường, thì chắc là Hoài Ngân xin mời anh Nam Cường sẽ gửi đến cho quý vị một món quà tiếp theo, đó là một ca khúc của anh Nam Cường thể hiện được không ạ? Vậy thì bây giờ Nam Cường sẽ mời Ninh Hoài Ngân cũng như tất cả quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Đây là bài hát mà Cường rất là thích, và gần như là một bài hit về bolero của Cường ở những nơi mà Cường đã từng hát. Vì khi mà chỉ cần cất giọng lên hát cái câu đầu tiên thôi, Cường đã đón nhận rất là nhiều tiếng vỗ tay của quý vị. Và ngày hôm nay sẽ được thể hiện lại bài hát được mang tên Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Thank you.
Và tiếp theo đây thì có lẽ chúng ta sẽ tạm gác lại cuộc trò chuyện một chút để cùng đến với thử thách tiếp theo dành cho anh Cường nha. Là thử thách nữa hả? Một thử thách khác để cho quý vị khán giả có thể thấy được tài năng của anh Cường nhiều hơn chứ. Vừa rồi anh Cường có chia sẻ là anh có tham gia một vai trong bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng. Vì vậy cho nên chương trình hôm nay sẽ mang đến thử thách cho anh Cường. Đó là anh phải diễn lại vai cậu học sinh. Bộ phim đó năm nay là kỷ niệm đúng 10 năm. Wow. Nhưng mà Cường vẫn nhớ là cái vai diễn của Cường là tên là Bắc. Thì Cường có để ý hai cô gái. Thì Cường ví dụ nha, cái vai đó Cường sẽ nói như thế nào nha. Ê Hùng, mày có để ý nhỏ Tuyết không? Tuyết á, tao thấy hả, nó lâu lâu nó còn nó liếc tao. Nhưng mà thực tế tao á, tao thấy Tuyết cũng dễ thương, nhưng mà Mai dễ thương hơn. Mai hả, rất là nhỏ nhắn, là xinh xắn, Mai cũng hay quan tâm với tao nữa. Chứ Tuyết hả, tôi thấy nó con nít quá, chưa chắc gì nó hợp với tao đâu. Cảm ơn anh Cường. Em nhìn anh diễn mà em cảm giác như là đây trước mặt Hoài Ngân là một cậu bé cấp 3 thật sự. Và chúng ta sẽ cùng quay lại với hành trình Bolero cùng với ca sĩ Nam Cường. Và anh Cường ơi, trên con đường âm nhạc của mình thì chắc hẳn là anh Cường sẽ có rất là nhiều người bạn, những người đã đồng hành và chia sẻ cùng với anh đúng không ạ? Chắc chắn rồi, bởi vì người ta nói là buôn có bạn, bán có phường. Thì mình đi hát cũng vậy thôi. Thì Cường cũng kết hợp với rất là nhiều những nghệ sĩ khác nhau. Có những người lớn hơn, có những người bằng tuổi, mà cũng có những người nhỏ hơn. Thậm chí có những người mà nhỏ xíu luôn. Nếu mà kết hợp với một người mà nhỏ hơn mình quá nhiều thì không biết là sự kết hợp đó có ăn ý không anh Cường ha? Anh nghĩ ăn ý hay không là do cái việc mà cái cách mình thể hiện á, và một cách mình lựa chọn những cái tác phẩm làm sao cho nó phù hợp. Với những người bằng mình á, thì nó dễ cho cái việc lựa chọn bài hát hơn. Nhất là âm nhạc thì đề tài về tình yêu lúc nào nó cũng bao la, tha hồ bài để chọn. Nhưng mà với những người lớn hơn mình thì mình phải lựa cái bài hát nào làm sao cho nó đỡ bị chênh lệch về cái tuổi tác. Còn đối với những người nhỏ hơn cũng vậy, mình phải lựa những bài hát nào thật là trong sáng, hoặc là nói chung vô thưởng vô phạt, không có dính tình yêu trong đó. Dạ, Hoàng Ngân thấy là lúc nào anh Cường cũng rất là trẻ trung và vui vẻ. Chắc là sẽ rất là dễ dàng để kết hợp với lại một người bạn diễn trẻ tuổi hơn. Không biết là anh Cường hiện tại thì đang có sự kết hợp nào đó mà rất là ăn ý với lại một người bạn trẻ tuổi? Có. Cái sự kết hợp này ngẫu nhiên thôi, đến từ một chương trình truyền hình trước đây. Năm 2015, lúc đó thì Cường tham gia vào cuộc thi Gương Mặt Thân Quen Nhí. Thì trong đó có một cái đêm thi thứ 9. Khi mà Cường cùng với người bạn nhỏ của Cường là Phương Mỹ Chi. Đó, thì hai chú cháu mới kết hợp trong cái tác phẩm là Mẹ Tôi. Khi mà rất là nhiều tuần mà hai chú cháu cứ trầm đà trầm rật, thì cái tuần đó là cái tuần mà được giải nhất tuần. Cả gia đình rồi mọi người rất là mừng. Và lúc đó mình thấy là mọi người xem cái tiết mục đó cũng rất là nhiều, cái lượt xem rất là cao luôn. Đó là một cái tín hiệu, một cái cơ duyên. Cái mình tìm hiểu, mình lân la, mình xem đó là một nguồn cảm hứng. Thì sau đó thì mình bắt đầu tập tành với Bolero trước. Có lẽ vì vậy mà sau cuộc thi thì Ngân thấy là anh Nam Cường và bé Phương Mỹ Chi đã có rất là nhiều sự kết hợp ăn ý với nhau. Sau đó thì thương yêu quý mến nhau, cho nên là cũng lâu lâu kết hợp đi diễn chung và cho ra những cái sản phẩm. Nghe anh Nam Cường chia sẻ về Gương Mặt Thân Quen Nhí thì Ngân cũng rất là tò mò, muốn được nghe anh Cường thể hiện lại một ca khúc mà anh Cường đã trình bày trong Gương Mặt Thân Quen Nhí ngày hôm nay được không ạ? Dạ. Thôi thì bây giờ Cường sẽ hát một cái đoạn được khán giả xem mà ủng hộ rất là nhiều ha. Dạ, xin mời anh Cường. Nước lũ dâng cao, gieo đau khổ nghẹn ngào. Nước lũ tuôn trào, làm giường quan sơ xác. Nước lũ vô tình, mang hình hài tàn tóc. Em ơi biết em phương nào, để ngõ hồn anh tê tái. Trời ơi, ngọt ngào quá ơi. Trời ơi, con tới lúc nào vậy? Dạ, con đứng ở đằng kia và con mới vừa bước vào. Đó, gặp nhau mừng. Là nói chuyện nhau vậy đó. Dạ. Hoàng Ngân xin chào Phương Mỹ Chi và chào mừng Phương Mỹ Chi đến với hành trình Bolero ngày hôm nay. Dạ, em chào chị, xin chào tất cả khán giả của hành trình Bolero. Và anh Nam Cường ơi, đây là một vị khách mời đặc biệt mà chương trình đã mời đến để cùng mà giao lưu với chúng ta ngày hôm nay. Có thể nói đây là một người em, cũng là một người bạn đồng nghiệp của mình đúng không anh Cường? Đúng rồi. Nhìn thì nhìn như anh em ha, nhưng mà xưng hô là chú cháu đấy. Nãy giờ thì Hoàng Ngân cũng nghe Nam Cường chia sẻ về Phương Mỹ Chi rất là nhiều. Còn về Phương Mỹ Chi thì sao? Khi mà lần đầu tiên gặp Nam Cường thì mình có kỷ niệm nào không? Cái tập đầu tiên là giả Jennifer Lopez thì em gặp rất là nhiều khó khăn.
Tại vì là lần đầu tiên mà mình đứng trên sân khấu, mình thi một cuộc thi mà mình lại hát nhầm nhạc hoàn toàn khác sở trường của mình, mà còn phải vừa nhảy vừa hát, tất cả các thứ cho em đều rất là khó khăn. Nhưng mà chú Cường là người đã khai sáng em, từ sau cái tập đó là bắt đầu chơi hết mình luôn, trên lên sân khấu là coi như nhà của mình. Đó là cũng là lần đầu tiên mà Cường đi giày cao gót rồi làm con gái rồi ra mà nhảy tưng bừng hoa lá như vậy, mình cũng run chứ. Nhưng mà để trấn an tinh thần cho chị thì mình bắt buộc mình phải giữ bình tĩnh, và cuối cùng đêm đó là một đêm thật sự là bùng nổ. Nhưng mà nếu mình có thể cho làm một lần nữa chắc còn làm hơn luôn, làm hơn, quậy hơn. Có vẻ như hai người rất là hợp ý nhau trên sân khấu. Vậy còn ngoài đời thực thì như thế nào? Hai chú cháu có thường xuyên tâm sự và chia sẻ với nhau không? Thì nói chung là cũng không có thường xuyên lắm. Bởi vì chú bận đường chú và cháu thì cũng đang đi học, cho nên lâu lâu thì có nhắn tin hỏi thăm. Mà đặc biệt là Cường quý với chị một chỗ là cho dù gặp hay không gặp, đến những ngày đặc biệt quan trọng trong năm thì chị lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm. Rồi đặc biệt có một cái nữa mà Cường vô cùng bất ngờ, đó chính là tin nhắn cho ngày 20 tháng 11. Không nghĩ là mình là một người thầy gì cả, mình chỉ là một người đồng nghiệp, một người chú thôi. Nhưng mà cô bé lại nhớ tới cái khoảng thời gian mà đã từng song hành cùng với nhau và dành cho Cường một sự trân trọng. Vậy là chắc hẳn là Chi cũng đã xem chú Nam Cường là một người thầy của mình. Thậm chí cái đêm mà con hát cải lương á, mà lúc đó con bị đau họng á, hát lên không nổi. Nhưng mà tối đó bé Chi gắng, lúc đó Cường đóng cái vai là đứng chết đứng bị chết đứng nhắm mắt rồi. Nhưng mà mình lo đến mức mà bé Chi hát mà mình chảy nước mắt luôn. Để mọi người có thể cảm nhận được những gì mà vừa rồi Nam Cường đã chia sẻ, nhắc là Hoàng Ngân phải nhường sân khấu lại cho ca sĩ Nam Cường cùng với Phương Mỹ Chi sẽ thể hiện một ca khúc song ca do hai chú cháu thể hiện. Thì chắc là Cường với Phương Mỹ Chi, chắc chú cháu mình hát lại bài lúc nãy ha, một cái bài mà được mọi người rất là thích. Thăm quê mưa xa giông chiều nước lũ, bầu trời âm u xuồng ba lá chẳng nơi neo. Tìm người em yêu cô hàng xóm thuở năm nào, cây trứng cá chung rào bao kỷ niệm thời thơ. Cầu tre năm xưa hai bên đồng lúa trổ, mà giờ nơi đây buồn hiu hắt xót thương ai. Vô tình mang hình hài tàn tóc,
Em ơi biết em phương nào để ngõ hồn anh tê tái. Cây cầu tre năm xưa hai bên đồng lúa trổ, mà giờ nơi đây buồn hiu hắt xót thương ai. Rào nhà chung sân đâu tàn trứng cả em ngồi, cơn lũ cuốn đi rồi đảo xót này anh sao. Rào nhà chung sân đâu tàn trứng cá em ngồi, nước lũ cuốn đi rồi đảo xót này anh sao. Cảm ơn ca khúc vừa rồi của hai chú cháu. Và không biết sau khi thể hiện thì mình đang có cảm giác như thế nào? Cảm giác quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian trở về với tôi. Đó, đó, đó. 4 năm rồi con ha. Dạ. 4 năm nhưng mà giống như là mới hôm qua vậy đó. Vậy thì đến với hành trình Bolero ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua một thử thách nha. Dạ. Để xem là hai người sẽ hiểu nhau đến mức độ nào. Dạ. À, trò chơi có tên là Hiểu Ý Đồng Đội. Rồi. Và một trong hai người sẽ được có một cái thùng vật phẩm. Ừ. Và sẽ dùng tay để đoán xem món đồ đó là gì, sau đó diễn tả cho đối phương là bạn của mình. Ừ. Và người còn lại sẽ phải đoán ra tên của món đồ vật đó. Dạ. Yeah. Thú vị quá. Dạ. Con muốn lấy là đúng đoán. Dạ, con đoán cho. Con chọn việc nhẹ nhàng quá ha. Gian khổ cứ dành thằng chú. Cái vật dài dài. Nó rất là bén. Dao. Rồi, có cái đồ để trượt lên rồi xong mình bỏ cái tờ giấy cái dao rọc giấy. Đúng rồi. Chính xác. Một đáp án đầu tiên. Như đây nè. Nó có cái đồ đậy lại dùng để bỏ cái để mua đồ á. Túi tiền, bóp tiền. Đúng rồi. Trời ơi, hay quá. Phần hai chú cháu, túi tiền, đáp án thứ hai. Rồi từ cái con tục 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 ổn. Con gà. Không, cái này nè. Trứng. Tục, tục, tục. Trứng gà. Đúng rồi. Đây. À, hay quá. Anh có thể diễn tả chiều dài, chiều ngang, mập ốm. Không biết, tự nhiên nó mềm ở đứng. Dưới là trụ dung dung, ở trên nó tròn tròn. Em cứ diễn tả đi, biết đâu anh không biết mà bé Phương mới chỉ đoán ra sao. Ở dưới, ở nó dưới một cái lò gì đó. Nói sao móng tay à? Tôi tưởng vậy đó, nhưng mà không thấy cái gì để mở ra hết trơn á. Kích thước nó có bằng sao móng tay không? Bằng cái bình sao móng tay á. Thì chắc là nó... Chốt lấy ra nha. Ủa nó hả? Ồ, hay quá luôn. Hay vậy, sao chặn ra? Thấy trời, nhiều khi anh không dặn biết. Dễ là nó bị đỏ hay sao? Chỉ khi anh không biết mà không có chị đoán ra được, thấy không? Nhưng mà nó hình vuông, ở dưới là hình vuông, ở trên là hình tròn, gì đó. Xung quanh nó có điêu khắc chạm trổ gì nữa. Chú không biết cái gì. Đây mới là thể hiện sự kem dưỡng. Hiểu ý đồng đội nè. Để ra nha. Chốt nha. Trời ơi, cái này đó ngày mai nó cũng cái này là cái gì? Kem... Thơ. Con sẽ đặt tên cho nó luôn. Chúc mừng ca sĩ Nam Cường và Phương Mỹ Chi đã vượt qua thử thách của chương trình. Không biết thì trong thời gian sắp tới, Phương Mỹ Chi và Nam Cường đã có cho mình những kế hoạch riêng sắp tới cho con đường âm nhạc của mình hay chưa? Thì con cũng đang loay hoay với một kế hoạch cũng là rất là, phải nói là rất là tâm huyết, cũng như là rất là lớn và rất là quan trọng trong sự nghiệp ca hát của con. Nhưng mà con chưa có tiện tiết lộ cho quý vị nghe. Nhưng mà con mong là quý vị sẽ luôn ủng hộ con và sẽ cùng con đón chờ cái sản phẩm này. Chắc chắn rồi. Nghe nó là hấp dẫn đúng không anh Cường? Đúng rồi. Còn riêng đối với Nam Cường thì trong thời gian sắp tới đây thì Cường sẽ cho ra mắt
rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc của mình, có những cái MV mới với những sự kết hợp mới. Và trong năm nay thì Cường đang có một cái kế hoạch là làm phim ca nhạc. Thì hy vọng rằng với những cái sản phẩm mới của Nam Cường thì một lần nữa sẽ được quý vị đón nhận. Và hãy tiếp thêm cho Nam Cường những cái sức mạnh, những ngọn lửa để Cường có thể bùng cháy trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình nha. Xin cảm ơn anh Cường. Và chắc hẳn là bây giờ quý vị khán giả cũng đang rất là nóng lòng muốn lắng nghe một ca khúc của Phương Mỹ Chi rồi. Em cũng xin dành tặng cho tất cả quý vị khán giả một ca khúc rất là đặc biệt, được chú Hồng Xuân Long sáng tác riêng cho em. Xin quý vị cùng lắng nghe ca khúc Gánh Chè Đêm Của Mẹ. Thank you.
cảm ơn Phương Mỹ Chi với ca khúc đầy tâm tình vừa rồi. Xin chúc cho Chi sẽ ngày càng học giỏi hơn nè, và sẽ có được những bước tiến mới trên con đường âm nhạc của mình. Còn với Nam Cường thì Hoàng Ngân cũng cảm ơn Nam Cường đã chia sẻ những cái tâm tư, tình cảm cũng như là những kế hoạch sắp tới của mình. Và chúc cho Nam Cường ngày càng thành công hơn nữa, cũng như là giành được sự quan tâm và theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn Hoàng Ngân cũng như là cảm ơn tất cả quý vị trong chương trình Hành Trình Bolero ngày hôm nay đã cho Nam Cường một cơ hội để ngồi ở đây tâm tình với tất cả quý vị về những buồn vui trong con đường hoạt động nghệ thuật của mình, cũng như là một cái chặng đường mới của mình, đó là đồng hành cùng với dòng nhạc Bolero và được gặp gỡ lại đứa con gái rất là dễ thương của Cường, Phương Mỹ Chi. Cảm ơn quý vị rất nhiều, là luôn yêu thương Nam Cường. Hoàng Ngân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo để chúng ta có thể có cơ hội tìm hiểu về những nghệ sĩ Bolero quý vị nhé. Today TV.